Chào các bạn đang đến với kênh Pol TV và mình đang trong một cái series là luyện nghe và viết chính tả tiếng Thái. Thì các bạn chịu khó lấy tập ra và các bạn nghe từng câu và sau đó viết lại vào tập của mình. Và mỗi câu thì sẽ đọc 3 lần thật chậm. Và sau khi hoàn tất hết tất cả các câu trong bài tập thì bạn sẽ nghe từng câu một lại một lần và lúc này sẽ có đáp án. Và các bạn hãy dò xem là mình viết có đúng hay không ha bạn ha. Còn bây giờ thì mình bắt đầu đi vào bài luyện nghe và viết chính tả tiếng Thái. Câu số 1. Chú chai thử a rai? Chú chai thử bồ này mư? Chú chai thử อะไร ชูใจถือโบในมือ ชูใจถืออะไร ชูใจถือโบในมือ câu số 2 ชูใจชูโบมานีแลดูโบในมือชูใจชูใจชูโบมานีแลดูโบในมือชูใจชูใจชูโบมานีแลดูโบในมือชูใจ câu số 3 มานีแบมือขอโบโตชูคอดูโบมานีแบมือขอโบโตชูคอดูโบ มานีแบมือขอโบ โตชูคอดูโบ câu số 4 โตจะเอาโบในมือชูใจ มานีดุโตโตจะเอาโบในมือชูใจมานีดุโต โตจะเอาโบในมือชูใจมานีดุโต câu số 5 พายุสุรางูดุพายุสุรางูดุ พายุสุรางูดุcâu số 6 Pụ bạ Cả chú Sáu phụ Pụ bạ Cả chú Sáu phụ Pụ bạ Cả chú Sáu phụcâu số 7 Này phè đù lè bè mư thử hẻ Này phè đù lè bè mư thử hẻ
นายแพดูแลแบมือถือแหCâu số 8 Pi ma me Hè tha lũ Pò thu lào Pi ma me Hè tha lũ Pò thu lào Pi ma me Hè tha lũ Pò thu lào.Câu số 9 Cà la mè Lè đù phè Hà bài khè Cà la mè Lè đù phè Hà bài khè Cà la mè Lè đù phè Hà bài khèCâu số 10 Thử hẻ mà Hả bài cha Mà tham gia Thử hẻ mà Hả bài cha Mà tham gia Thử hẻ mà Hả bài cha Mà tham giaCâu số 11 Mì phà yú Mũ thà lũ Mì khô đụ Thổ chủ đi Mì phà yú Mũ thà lũ Mì khô đụ Thổ chủ đi Mì phà yúมุทะลุมีโคดุโถจุดีข้อ12ขอสำลีมีเวลาทายาดำขอสำลีมีเวลาทายาดำขอสำลีมีเวลาทายาดำ Câu số 13 ตำยาทานำพาไปกำไลมือตำยาทานำพาไปกำไลมือตำยาทานำพาไปกำไลมือเราไปเยอะที่các bạn hãy chuẩn bị để chúng ta cùng kiểm tra đáp án của mình. Mỗi đáp án cũng sẽ được đọc lại 3 lần và sẽ có chữ tiếng Thái hiện trên màn hình để các bạn luyện nghe, đồng thời các bạn sẽ kiểm tra lại xem là mình viết có đúng hay không ha bạn ha.Câu số 1 Chú trai thử à rầy Chú trai thử bồ này mư Chú trai thử à rầy Chú trai thử bồ này mư Chú trai thửอะไรชูใจถือโบในมือ câu số 2ชูใจชูโบมานีแลดูโบในมือชูใจชูใจชูโบ
มานีแลดูโบในมือชูใจชูใจชูโบมานีแลดูโบในมือชูใจCâu số 3 Mani bè mư khó bồ Tô chú kho đu bồ Mani bè mư khó bồ Tô chú kho đu bồ Mani bè mưขอโบโตชูคอดูโบเกาโซโบโตจะเอาโบในมือชูใจมานีดุโตเตจะเอาโบในมือชูใจมานีดุโตเตจะเอาโบในมือชูใจมานีดุโตเกาโซนัมพายุสุรางูดุพายุสุรางูดุพายุสุรางูดุเกาโซสาวปุปะกะชุเสาผุปุปะกะชุเสาผุปุปะกะชุเสาผุเกาโซ7ในแพดูแลแบมือถือแหในแพดูแลแบมือถือแหในแพดูแลแบมือถือแหเกาโซ8ปีมาแม่แหทะลุพอทุเลาปีมาแม่แหทะลุพอทุเลาปีมาแม่แหทะลุพอทุเลาเกาโซ9กะละแมและดูแพหาใบแคกะละแมและดูแพหาใบแคกะละแมและดูแพหาใบแคCâu số 10 Thứ hẻ mà Hả bày cha Mà thầm già Thứ hẻ mà Hả bày cha Mà thầm già Thứ hẻ mà
หาใบชามาทำยาCâu số 11 Mì phà yu Mũ thà lũ Mì khô đụ Thổ chủ đi Mì phà yu Mũ thà lũ Mì khô đụ Thổ chủ đi Mì phà yuมุทะลุมีโคดุโถจุดีเก้าโซ่มือห้าขอสำลีมีเวลาทายาดำขอสำลีมีเวลาทายาดำขอสำลีมีเวลาทายาดำ câu số 13 ตำยาทานำพาไปกำไลมือตำยาทานำพาไปกำไลมือตำยาทานำพาไปกำไลมือ Rồi và bài luyện viết chính tả của mình đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những series luyện nghe và viết chính tả tiếng Thái ở những bài tiếp theo. Hy vọng rằng các bạn hãy like và nhấn đăng ký theo dõi kênh của mình để mình có thêm động lực làm thêm nhiều video hữu ích về các bài học tiếng Thái để chúng ta cùng học nha các bạn.Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở những chuỗi series, những bài học tiếng Thái khác nha các bạn. Bye bye!